cả nhà. Trời ơi, để Tina tâm sự cho mọi người nghe nha. Tâm sự đời cô Bưởi. Chán dễ sợ luôn. Lúc mà đăng video lên rồi có quá trời mọi người vô hưởng ứng luôn. Trong vòng một đêm mà Tina có tới mười mấy ngàn lượt người xem cái video của tuần lễ thứ hai. Mừng ơi là mừng luôn. Sáng ngày hôm sau ngủ dậy thì mới phát hiện là có một cái đoạn nhạc nhỏ ở trong video nó dính bản quyền, thế là YouTube nó chỉnh sửa gì đó video của Tina, cho nên đâm ra Tina bực mình quá. Tina delete luôn và re-upload lại để mà đảm bảo là các bạn không gặp vấn đề khi mà xem video của mình. Không phải là cái view là cái mà Tina tiếc, mà là những cái comment của các bạn mới là những cái mà Tina tiếc. Cả một cái khoảng thời gian mình làm vlog không phải là chỉ làm một cái video duy nhất để mà câu view, cho nên nó không có quan trọng cái việc là video đó có nhiều view hay không, mà quan trọng là các bạn hưởng ứng và cái tình cảm mà các bạn dành cho Tina nó sẽ như thế nào. Tina rất là vui là sau khi mà Tina upload lại thì các bạn vẫn vào xem và comment cho Tina biết là dù Tina có up lại bao nhiêu lần thì các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Tina. Điều đó làm cho cái ngày thứ hai của mình trở nên thật là ấm áp và ý nghĩa. Tina thấy là trong cái video vừa rồi là các bạn rất là thích cái khoảng thời gian mà Tina và bạn trai của Tina nấu ăn ở trong nhà bếp. Thật sự mà nói là bạn trai Tina là không có giỏi nấu ăn cho lắm. Khi mà nấu những cái món mà anh ấy thích thì anh ấy sẽ cố gắng xắn tay áo và lăn vào bếp. Và ngày hôm nay Tina lại dụ anh ấy xuất hiện thêm một lần nữa. Cho nên ngày hôm nay anh ấy sẽ tiếp tục hỗ trợ Tina trong nhà bếp. Cắt hạt lựu nhỏ nhỏ chút xíu nha. Vậy là xong. Và đây là món salsa. Và đây là món guacamole. Đó nữa chỉ cần ăn với lại chip. Chị đang làm gì vậy? Inside out burrito. Inside out burrito là cái gì vậy? Vô xin. Hôm nay bí mật ghê vậy luôn á hả? Thì anh có thể nói cho mọi người biết là anh đang làm gì không? Anh đang đánh trứng lên. Thì inside out burrito thì có nghĩa là tất cả những cái gì bên trong burrito mình lật ra ngoài đúng không? Thì thay vì mình có skin bên ngoài thì bây giờ mình sẽ dùng trứng, nếu mà làm skin bên ngoài thì gọi là inside out burrito. Có nghĩa là lộn ruột ra ngoài hả? Ừ. Ghê quá. Dùng ruột để mà làm da. Còn dùng ruột để làm da nghe có vẻ hơi bị căng thẳng đó nha. Bạn có chắc là ngon không? You shall see. Ok là. Gì mà đánh dữ vậy trời? Đánh gì vậy con nhỏ còn gì nữa? Ồ, còn giờ là gì nữa vậy? Cheddar. Cheddar bào ra hả? Ừ. Xong đánh tiếp. Trời ơi, đánh gì chưa đủ nữa hả? Đánh nữa hả? Rồi bây giờ anh phải mở lửa nhỏ lại, nếu không trứng anh nó sẽ bị cháy ở phía ngoài á. Tay nắp, xong rồi mình đếm 3 phút. Wow. Xong rồi bây giờ mình bỏ hem vô hả? Bỏ hem vô. Xong rồi cho thêm khoảng chừng 1 phút nữa. Ồ. Cho hem nó nóng luôn. Nhìn là thấy hấp dẫn rồi đó. Ok. Bây giờ mình rắc thêm tí gia vị hả? Ừ. Này là bột ớt đúng không? Bột ớt. Rồi bây giờ mình có thể tắt bếp. Wow, nhìn là thấy ngon rồi đó. Ok. Wow, không cần cái xẻng luôn. Wow. Ô, cuộn lại nữa hả? Ừ. Wow. Vậy
là có guacamole, salsa với lại chip nữa. Mình không khách sáo. Quá đã. Ngon. Okay. Hôm nay có cơm trưa gồm có canh súp kim chi, cá hồi chiên phết mỡ hành và một ít rau xào. Là bưu phẩm của YesStyle đã về. Lát nữa mình cùng hò thôi. Yeah, yeah, yeah. Hello cả nhà. Hôm nay mọi người có thấy Tina có gì khác không? Có phải là hôm nay mọi người thấy kiểu như sao Tina đẹp quá vậy hả? Nói giỡn thôi. Đó là buổi sáng nay là bên công ty Tina có một buổi họp cho cả một công ty luôn. Rất là nhiều người gọi điện thoại vào để mà họp. Vì đó là một cái cuộc nói chuyện khá là quan trọng để mình chia sẻ cái thông tin cho nhân viên trong công ty, cho nên Tina quyết định là trang điểm một chút xíu, cũng như là mình bày tỏ cái sự tôn trọng của mình với lại những cái người tổng giám đốc ở phía trên vậy đó. Và hôm nay Tina nhận được một cái package của YesStyle. Và cái package này Tina đã order cách đây vài tuần rồi, nhưng mà có một số sản phẩm thì nó mất một ít thời gian để mà restock thì, và Tina cảm thấy đây là một cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời để mà unbox và khoe với các bạn một cái mini haul về những cái sản phẩm mà Tina mới tậu được. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Gần đây Tina hầu như là mua tất cả các sản phẩm skincare của Hàn Quốc thôi. Khi mà mình đọc chi tiết về những cái sản phẩm thì mình thấy nó có những cái công dụng rất là hay, cho nên mình đã quyết định mua những cái sản phẩm này về để mà trải nghiệm thử, sau đó chia sẻ với các bạn. YesStyle là một cái trang web khá là uy tín để mà các bạn có thể order sản phẩm dưỡng da, quần áo và tất cả các đồ gì mà các bạn muốn mua từ Hàn Quốc hoặc là Nhật. Đây là cái receipt đợt này. Ta-da, các bạn thấy đó, đây là một cái list khá là dài, 14 sản phẩm, khá là nhiều đấy. Cho nên mình sẽ dựa theo cái tờ giấy này và review từng sản phẩm cho các bạn xem nha. Sản phẩm đầu tiên là Espel Vida Cell 90 Set 10 Pieces. Vida, Vida. Có phải cái này không ta? Sản phẩm đầu tiên chính là Espel Vida Cell 90 Set. Thì cái set này là gồm có 10 lọ Ampro, chiết xuất vitamin C, có khả năng làm cho da của mình trắng sáng và căng mịn hơn, đặc biệt dành cho các bạn mà vừa mới trải qua các liệu trình laser. Các bạn muốn da nó mau lành hơn thì các bạn hãy xài cái Ampure này. Tina trước giờ đã biết Oracle là một cái skin care clinic rất là lớn ở bên Hàn Quốc. Tất nhiên với cái danh tiếng đó thì Tina cũng không có ngạc nhiên khi mà họ sản xuất riêng ra một cái dòng sản phẩm riêng. Khi mà Tina biết là YesStyle có bán sản phẩm của Oracle thì Tina cũng muốn mua thử để mà trải nghiệm. Và một cái set ampoule như vậy thì có giá là $112. Nên mà nếu mà các bạn là thành viên bạc silver member thì các bạn sẽ được 6% off. Tina đang rất là mong chờ để xài thử. Check
Sản phẩm tiếp theo là Cream Skin Milk Oil Cleanser. Hình như đây là sản phẩm của Laneige thì phải. Đúng rồi. Đâu? Đây. Ta-da! Tina đã từng sử dụng cái Cream Skin Toner của Laneige và mình rất là mê. Cho nên Tina tiếp tục muốn trải nghiệm thử cái dòng sản phẩm này của Laneige. Mình khui ra thử nha. Ờ, trong đây thì nó có một cái pump như vậy và một chai sữa rửa mặt. Đây là một cái sản phẩm khá là đa năng. Bên cạnh cái khả năng làm sạch của nó còn có khả năng cấp ẩm rất là cao và rất là tuyệt vời cho những bạn có da khô và da nhạy cảm. Cái giá của chai sữa rửa mặt này là khoảng 40 đô Mỹ. Thì nó thấy là thời tiết thất thường, với lại không biết là có phải là do mình càng ngày càng lớn rồi thì da của mình dạo này nó rất là dễ bị khô, cho nên Tina rất là hạn chế sử dụng những cái loại sữa rửa mặt nào mà nó quá khô và nó quá mạnh đó các bạn. Bây giờ khi mình mua được cái sản phẩm này thì Tina đang rất là mong chờ và nhất định Tina sẽ review cặn kẽ hơn cho các bạn biết nha. Check. Tiếp theo là Age Correcting Night Ampoule, lại là một loại ampoule nữa. À, sản phẩm này là sản phẩm của IOP. IOP. No. À đây. Em mấy nhỏ nhắn xinh xắn đây. Chai serum IOP, chai serum giúp chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn và thu nhỏ lỗ chân lông nữa. Lợi hại quá ta. Chỉ định là sử dụng vào ban đêm và cái giá của cái lọ ampoule này là 50 đô. Check. Sản phẩm tiếp theo là Peptide Shot Ampoule. Wow! Sản phẩm này đang sale mạnh ở trên Justyle luôn á. Ngày hôm nay là ngày 31 tháng 3. Bình thường cái giá của cái chai này là 72 đô mà bây giờ nó sale tới 62% và nó chỉ còn có 27 đô thôi. Các bạn mau nhanh tay nha. Tina quyết định lựa chọn mua thử cái chai ampoule này bởi vì mình thấy được review rất là cao. Tính năng của cái chai ampoule này là nó sẽ giúp làm cho da của mình nó căng mọng hơn, giúp cải thiện độ đàn hồi cho da. Và cái ampoule này thì nó có water base cho nên nó rất là dễ thấm sâu vào trong da của chúng ta, nuôi dưỡng da từ bên trong, tạo ra được một cái bề ngoài thật là căng mịn và căng bóng, giống như là làn da Hàn Quốc mà các bạn thường hay thấy vậy đó. Vậy là đã xong 4 sản phẩm. Đợt này mình mua nhiều ampoule vậy luôn á hả. Đây là sản phẩm của CosRx. Tina nhớ là mình chọn mua cái sản phẩm này bởi vì mình đã xem rất là nhiều beauty blogger người Hàn Quốc review cái sản phẩm này và họ rất là thích và đưa vào trong cái top skincare của họ. Chính vì vậy Tina cũng khá là tò mò và muốn thử nghiệm thử xem cái sản phẩm này nó có thật sự kỳ diệu như vậy hay không. Cái lợi ích của cái sản phẩm này thì nó làm cho da mình khỏe hơn, giúp cấp nước nè, tẩy tế bào chết, nuôi dưỡng cho da và cấp ẩm cho da. Và một hộp như vậy thì nó có 2 lọ ampoule cho các bạn sử dụng. Tina thấy giá cả của lọ ampoule này khá là tốt. Xét như vậy thì có 30 đô thôi. Check. Và sản phẩm thứ 6 là Real White Treatment Serum. Yeah, sản phẩm tiếp theo cũng lại là một sản phẩm của Dr. Oracle. Thì đây là cái dòng serum làm trắng da của Dr. Oracle. Trời ơi, cái bao bì của nó đẹp dã man luôn á. Cái loại serum này á, thì Tina thấy bên cạnh cái việc làm trắng sáng da thì ở đây họ còn nhắc đến cái việc giúp tẩy tế bào chết, thu nhỏ lỗ chân lông để cho làn da căng mịn, không có tì vết. Ở đây thì họ không nói là nên sử dụng ban ngày hay ban đêm, mà Tina đoán là cái sản phẩm này có thể sử dụng luôn cả ban ngày lẫn ban đêm. Và giá của cái loại serum này là 50 đô Mỹ. Sản phẩm tiếp theo là Premium Medi BB Tone Up. BB Tone Up. Đây là một cái sản phẩm BB cream bao gồm có kem chống nắng. Trong đây thì nó có kem chống nắng tới SPF 45 độ. Ngoài ra nó còn có khả năng làm dịu da. Ví dụ như chúng ta có những cái vùng da bị mụn, bị sưng đỏ, thì cái BB cream này nó sẽ làm cho cái vết mụn và những cái vết sưng đỏ đó giảm đi. Sau nó cũng là BB cream cho nên nó có một cái lớp màu nhẹ nhàng, thì các bạn có thể dùng để mà che khuyết điểm, che đi những cái đốm mụn đó. Tina thoa thử lên trên tay thì Tina thấy là nó rất là nhẹ nhàng. BB cream của Hàn Quốc thì nó lại không có nhiều tông màu khác nhau giống như là foundation. Nó chỉ có một tông màu thôi. Tina thấy cái tông màu này nó khá là trắng, cho nên Tina không biết là nếu mà các bạn
có tông da ngâm hơn thì có sử dụng được cái BB cream này hay không. Nhưng mà bên cạnh đó thì Tina thấy nó khô và nó không có gây nhờn đít. Và một cái tip BB cream này của Dr. George thì có giá là $42. Sản phẩm tiếp theo là Gold Snow Black Mask. Mặt nạ đen, mặt nạ đen. Wow, nhìn cái bao bì nó thiệt là sang chảnh luôn á. Wow, sao nó fancy dữ vậy ta. Hình như step đầu tiên là mình sẽ apply cái serum này lên trên da trước. Và một hộp như vậy thì các bạn sẽ sử dụng được 5 lần khác nhau. Thì trong sản phẩm này người ta ghi là có thành phần vàng giúp da căng khỏe, mềm mịn và cách ẩm. Set gồm có 5 miếng mặt nạ như vậy thì có giá là $65. Nhưng mà bây giờ trên YesStyle nó sale tới 60% lận. Bây giờ chỉ còn có $25 nguyên một set này. Sao mà nó sale dữ vậy ta? Sản phẩm tiếp theo là Modern Sino Wrinkle Care Mask Set của Drew Barrymore Edition. Đây là cái sản phẩm mà diễn viên Drew Barrymore kết hợp với lại Jay Jones Cosmetics. Cô ấy là một diễn viên rất là nổi tiếng, đóng trong bộ phim Charlie's Angel các bạn. Thì có 3 thiên thần thì cô ấy là một trong 3 thiên thần đó. Nếu mà các bạn có theo dõi thì các bạn sẽ biết là Drew Barrymore thì rất là chăm chút làn da của mình. Cô ấy nghiên cứu và sử dụng rất là nhiều sản phẩm skincare khác nhau. Cho nên Tina cũng không quá bất ngờ khi mà Drew Barrymore quyết định hợp tác với lại Jay Jun Cosmetics của Hàn Quốc. Tina sẽ khui thử cho các bạn xem nha. Loại mặt nạ 3 bước luôn. Cái loại mặt nạ nhiều bước như vậy đang khá là phổ biến ở bên Hàn Quốc vì nó rất là tiện dụng. Chính vì vậy đây là những cái mặt nạ mà Tina luôn luôn ưu tiên đem theo trong mình khi mà Tina đi du lịch. Như vậy thì mình sẽ không cần phải đem lỉnh kỉnh nhiều sản phẩm khác nhau mà mình chỉ cần đem một cái miếng mặt nạ như vậy thôi là đã đủ rồi. Giá gốc của cái hộp mặt nạ này là $40 và hiện tại YesStyle đang có giảm giá 30% lận, cho nên cái hộp mặt nạ này chỉ còn có 25 đồng một hộp thôi. Thì cái cách sử dụng thì rất là đơn giản. Đầu tiên thì các bạn rửa mặt sạch, sau đó các bạn apply cái serum lên trước, sau đó vỗ nhẹ để cho cái serum nó thấm sâu vào trong da. Tiếp theo thì các bạn sẽ sử dụng cái miếng mặt nạ này để cho da được căng khỏe và hút hết tất cả các dưỡng chất trong vòng 10-20 phút. Và cuối cùng là các bạn sẽ apply cái eye cream này lên trên mắt của mình. Đây là thời gian rất là tuyệt vời để Tina tiếp tục sử dụng thêm nhiều sản phẩm mặt nạ mới, tại bởi vì mình có rất là nhiều thời gian ở nhà để đắp mặt nạ. Tiếp theo là Real White Moist Jelly Booster. Đây cũng là một cái sản phẩm của Dr. Oracle. Đợt này Tina order khá là nhiều sản phẩm của Dr. Oracle tại vì mình đang rất là tò mò. Khi mà mình order cái set này á, thì nó có 3 step whitening để cho các bạn kết hợp sử dụng với nhau. Nguyên một cái dòng này là một cái dòng whitening, là làm trắng sáng da của Oracle. Thì nó có tất cả các sản phẩm từ sữa rửa mặt cho tới toner, cho tới kem dưỡng ẩm, cho tới serum v.v.v. Thì Tina chọn ra 2 sản phẩm phổ biến nhất trong cái dòng này để mà sử dụng thử. Theo đúng thứ tự thì các bạn sẽ sử dụng cái chai gel booster này trước. Nó có những công dụng chính giống như là nó sẽ giúp làm sạch lỗ chân lông nè, giúp thu nhỏ lỗ chân lông, sẽ giúp cho làn da của mình nó mịn hơn. Và tiếp theo là nó có cái khả năng boost, nó sẽ cấp ẩm và nó làm cho da mình trắng sáng hơn. Và giá thành của cái chai gel booster này á là 46 đồng. Tiếp theo, wow, hàng xóm nó nấu cái gì mà thơm dữ vậy trời. Khiêm nghe không? Yeah. Trời ơi, tại sao mình lại quay video ngay cái giờ cơm tối? Bây giờ mình đã bụng quá. Quay video xong thì Tina sẽ đi kiếm gì đó ăn. Sản phẩm tiếp theo là Skin Glow Water. À đây, em nhỏ này. Chắc là nhỏ mà có giỏ đây. Đây là sản phẩm của S-Boy. Thì theo Tina được biết, đây là một cái sản phẩm rất là intense. Intense có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó rất là đậm đặc. Ví dụ như da của bạn quá khô, thời tiết nó
khắc nghiệt, giống như là các bạn ở những nơi có tuyết rồi này nọ, da của bạn có cái vùng nào mà nó quá khô và nó nứt nẻ thì đây là cái sản phẩm để các bạn thoa lên những cái vùng như vậy để mà cứu vớt nó qua cái thời tiết khắc nghiệt. Đây là một dạng dầu thẩm thấu vào trong da rất là nhanh, không để lại sự nhờn rít và rất là ẩm mịn. Lý do vì sao Tina thích sở hữu ít nhất là một cái sản phẩm như vậy ở trong cái skin care của mình. Cái những cái sản phẩm như vậy thì các bạn có thể trộn vào trong makeup, đặc biệt là các bạn có thể pha vào trong BB cream hoặc là các bạn có thể pha vào trong kem nền để làm cho kem nền của mình nó căng mướt và nó không có bị mốc nữa. Khi mà các bạn dưỡng da xong, các bạn trang điểm, các bạn ra ngoài trời, nắng gió nó vẫn làm cho da của mình bị mất nước, thì những cái sản phẩm intense như vậy nó sẽ giữ lại được cái độ ẩm đó trên da của mình và nó không có làm cho cái lớp nền của mình dễ bị khô và mốc. Mỗi lần các bạn sử dụng, các bạn chỉ cần một lượng rất là nhỏ thôi là đã đủ rồi. Nếu mà các bạn là thành viên của Yes Style, thành viên bạc Silver Member, thì các bạn sẽ có thêm 10% off, thì giá nó chỉ còn có $22 cho một tip thôi. Và sản phẩm tiếp theo là cái gì? À đây, Tina giữ lại em này đến khúc cuối cùng mới khoe với các bạn. Tina lại tiếp tục mua thêm một cái sản phẩm công nghệ dưỡng da để mà trải nghiệm. Theo các bạn biết, cái xu hướng sử dụng mặt nạ LED nó vẫn đang chưa có giảm nhiệt, và Tina cũng phải công nhận với các bạn là nó thực sự có rất là nhiều công dụng bổ ích cho da mặt của chúng ta. Ví dụ như trong một cái mặt nạ LED này thì nó có nhiều màu đèn khác nhau. Như màu đỏ thì nó sẽ giúp cải thiện vết nhăn, cải thiện sự đàn hồi. Màu cam thì nó làm sáng tông da, nó làm bật tông da của mình lên. Và màu xanh là nó sẽ làm thu nhỏ lỗ chân lông và làm mịn da. Cái mặt nạ LED này có cái giá khá là mềm so với lại các mặt nạ LED khác ở trên thị trường. Và cái giá mà mình mua thì là $112 sau khi sale. Tina cũng chưa có khui hộp nữa, cho nên bây giờ Tina sẽ khui hộp thử cho các bạn xem bên trong nó nhìn như thế nào nha. Cho nên mình cũng không biết là nó như thế nào, nhưng mà thấy cái review và khi mình đọc cái chi tiết sản phẩm thì mình thấy mình rất là thích và mình muốn mua về thử để mà trải nghiệm. Đây là cái mặt nạ LED. Tina thấy nó rất là nhỏ gọn nữa, nó không có to và cồng kềnh giống như một số cái mặt nạ LED khác mà Tina đã từng sử dụng. Thì trong một cái set như vậy thì các bạn sẽ có được một cái mắt kiếng để khi các bạn mang vô và các bạn bật đèn lên thì nó sẽ không ảnh hưởng đến mắt của mình. Và tất nhiên là một cái sợi dây chạc pin. Ở đây có một cái công tắc ở đây, thì chắc là phải mình chạc pin rồi thì nó mới sáng lên. Và các bạn mang vào như thế này thôi. Đúng rồi đó, bây giờ làm đẹp là vậy đó, ai cũng phải nhìn giống như là Iron Man vậy đó. Tina nói giỡn thôi. Xong hết cái haul của Tina, một cái mini haul mà không có mini gì hết trơn, tại vì mình mua quá nhiều đồ. Tối nay Tina sẽ đắp một cái mặt nạ của diễn viên Drew Barrymore, là cô diễn viên mà mình rất là yêu thích. Sau đó mang mặt nạ LED để mà dưỡng chất thấm sâu và chống lão hóa. Ta-da! Mà Yesstar thì rất là dễ thương. Khi mà các bạn mua hàng thì Yesstar lúc nào cũng sẽ tặng cho một số đồ freebie rất là dễ thương, rất là tiện ích. Ví dụ như đợt này bởi vì đang có dịch bệnh cho nên Yesstar đã gửi tặng cho mình một cái chai hand gel. Tina chắc chắn sẽ đem cái chai này theo trong người mỗi khi mà mình đi ra ngoài, đi chợ hoặc là đi bác sĩ. Ok, vậy là Tina đã review xong hết tất cả, không phải review, vậy là Tina đã unbox xong hết tất cả các đồ mà mình vừa nhận được từ Yesstar. Bây giờ Tina phải đi nấu ăn thôi, tại vì cái thằng hàng xóm nó nấu cái gì thơm quá làm cho mình đói bụng. Yes, ăn tối súp kim chi ăn với lại cơm nóng. Hôm nay tự nhiên mình cảm thấy thèm ngọt ngọt, cho nên mình đã đi ra ngoài siêu thị mua chè trôi nước có nhân mè đen về. Và bây giờ Tina sẽ nấu nước đường. Hồi nãy giờ Tina đã cho nước gần nóng lên rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đường phèn vô. Ok,
Lấy cái muỗng. Yay! Tối hôm qua tới giờ Tina đã ủ 7 hũ dô trong Instant Pot. Bây giờ nó đã kêu bíp bíp, có nghĩa là nó đã sẵn sàng rồi. Yeah! Wow! Nước chảy ra. Đây là dô mà Tina tự ủ ở nhà nè. Từ cái lúc mà mình biết tự ủ dô là mình không có cần phải đi ra ngoài mua nữa. Và mình làm rất là an toàn, dinh dưỡng và đúng khẩu vị mình muốn nữa. Ta-da, thành phẩm của mình đây. Bây giờ thì Tina sẽ bỏ vô tủ lạnh để cho nó mát lên, lát nữa ăn sẽ rất là ngon. Hello cả nhà. Trời ơi, hôm nay đã là thứ sáu rồi. Mình tưởng thường thứ sáu chắc là sẽ nhàn hạ lắm đây, sẽ không có gì để mà làm nhiều. Hóa ra là họp từ sáng tới giờ luôn. Thành thật với cả nhà thì cái thời khóa biểu của Tina trong tuần này là buổi sáng là Tina hoàn toàn ngồi dính ghế luôn, không có nhúc nhích làm được gì hết trơn. Bây giờ mình muốn nấu cơm mình không có thời gian nấu nữa. Mình phải làm cái gì đó thật là nhanh, gọn lẹ, tranh thủ giờ trưa ăn thật là nhanh để mà tiếp tục làm việc cho công ty. Hai tuần trước đó là lúc mà mọi người mới bắt đầu tập tành cái thói quen phải làm việc từ xa, làm việc tại nhà, cho nên mọi chuyện nó vẫn còn chưa có ngăn nắp, nó chưa có vào nếp. Qua tới tuần thứ 3 rồi là bắt đầu bọn mình phải buộc tạo ra một cái nếp mới, tạo ra một cái thói quen và một cái cách làm việc làm sao cho nó thật là hiệu suất. Vì công việc vẫn có ở đó, deadline vẫn có ở đó, mình vẫn phải thiết kế ra mẫu và mình vẫn phải đẩy thiết kế đi ra để mà duyệt và đưa đi vào sản xuất. Cho nên là mình không có thể tiếp tục thụ động được. Cho nên tất cả mọi người trong team tuần này là làm việc hết năng suất luôn, làm thật là nhanh. Bây giờ rốt cuộc là mình chỉ còn có thứ 6, thứ 2, thứ 3 tuần sau là bọn mình phải present, phải thuyết trình lên trên cấp trên rồi. Cho nên là nguyên một cái tuần này mọi người đang làm việc rất là căng thẳng và đang cố gắng làm sao cho nó đạt được hiệu suất cao nhất. Thế là mình không có thời gian để làm cái gì hết trơn, không có thời gian quay vlog và không có nhiều tiết mục để mà chia sẻ với mọi người, cho nên mọi người thông cảm cho Tina nha. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều rồi. Tina nghĩ chắc là Tina vẫn sẽ tiếp tục cố gắng làm cho xong việc. Tới tầm khoảng 6 giờ thì Tina sẽ log out ra và tắt máy tính, coi như là mình hoàn tất công việc cho ngày hôm nay. Giờ mình tranh thủ ăn một chút xíu snack để rồi làm việc tiếp. Tina đã khoe với các bạn cách đây mấy ngày thì Tina tự làm sữa chua ở nhà, và đây là bình sữa chua của Tina. Mỗi lần mình làm nó như vậy thì mình ăn được ít nhất cũng là một tuần. Vô u thì ăn rất là khỏe, nó có rất là nhiều lợi ích, đặc biệt là khi mà mình rơi vào trong cái trạng thái căng thẳng, ngồi máy tính nhiều. Thì mỗi lần mà ăn vô u thì mình cảm thấy là đầu óc của mình nó rất là thư giãn. Đó cũng là lý do vì sao Tina luôn có thói quen làm sẵn vô u và để trong tủ lạnh. Và cái cách làm vô u thì cực kỳ đơn giản luôn. Tina đã chia sẻ công thức với lại cách làm cho mọi người ở trên Instagram story. Nhưng mà nếu mà các bạn vẫn quan tâm thì Tina vẫn có thể hướng dẫn các bạn một lần nữa. Ngon lắm. Chào cả nhà buổi sáng. Hôm nay là sáng cuối tuần của tuần lễ thứ 3 rồi. Sáng nay mình sẽ chuẩn bị sắp đi chợ, cho nên nhân tiện lúc này Tina sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà Tina dưỡng da ban ngày như thế nào. Daytime routine. Tina chỉ giới thiệu nhanh gọn những cái sản phẩm mà mình sử dụng trong cái daytime routine của mình thôi. Và có một số sản phẩm Tina đã từng nhắc đến và review rồi, và có một số sản phẩm mới. Bây giờ Tina sẽ bắt tay vào cái daytime routine của mình nha. Trước hết thì sáng sớm dậy thì Tina đã súc miệng, rửa mặt sạch sẽ hết rồi. Da của mình bây giờ đã sạch sẽ và sẵn sàng đi vào các bước skin care. Bây giờ Tina sẽ cột tóc lên cho gọn gàng nha. Rồi sau đó mình sẽ kẹp cái tóc mái ra một bên để cho tóc nó không có dính vào trong da mặt. Tina đã giới thiệu các bạn cái chai xịt khoáng này rồi đúng không? Rồi sau khi xịt khoáng xong thì Tina sẽ vỗ nhẹ cho nước xịt khoáng thấm vào trong da. Tina hôm nay có một cái mụn ở ngay má nè. Tại vì tuần sau là tuần lễ
ngày đèn đỏ của mình rồi, cho nên thường một tuần trước ngày đèn đỏ Tina rất là hay bị nổi 1-2 đốm mụn. Tiếp theo thì Tina sẽ sử dụng toner của Jalux. Như trong video trước á, cái nighttime routine của Tina thì Tina chỉ cho các bạn cách bơm ra lòng bàn tay và vỗ cái toner lên trên da. Còn trong video này thì Tina sẽ sử dụng miếng bông gòn để mà thấm toner và lau lên trên da ha. Ok, sau khi mà lau toner xong thì các bạn sẽ tiếp tục vỗ cho toner thấm vào trong da. Routine ban ngày của Tina thì khá là đơn giản. Tina sẽ tập trung sử dụng các sản phẩm có thành phần vitamin C để mà chống lão hóa và chống oxy hóa. Ngoài ra vitamin C serum thì nó còn giúp chống lại những cái tia UVA và tia UVB nữa. Và cái cách mà Tina apply vitamin C thì Tina sẽ bơm thẳng trực tiếp lên trên da như thế này. Và sau đó thì Tina sẽ sử dụng kem dưỡng mắt. Ban ngày thì Tina sử dụng kem dưỡng mắt Morning Palm của Elemis. Tina sẽ chấm kem lên trên hai đầu ngón tay đeo nhẫn và chấm nhẹ lên trên vùng da quanh mắt. Tina thích cái chất kem của cái Morning Palm này. Thực ra nó không phải là kem mà nó là một dạng gel các bạn. Nó rất là mượt và nó làm cho cái khu vực xung quanh vùng mắt mình á trơn tru hơn. Và Tina cảm thấy là nhờ cái sự trơn tru đó mà khi mà các bạn trang điểm thì cái kem che khuyết điểm ở vùng quanh mắt nó sẽ không có bị khắc kỳ và nó không có để lại những cái đường line á. Và tiếp theo thì Tina sẽ dưỡng ẩm. Ban ngày thì Tina sẽ sử dụng Obagi. Kem dưỡng ẩm Obagi này thì Tina cảm thấy nó rất là phù hợp để sử dụng vào ban ngày. Nó vừa cung cấp đủ ẩm cho làn da của mình và nó không có làm cho làn da của mình đổ dầu. Và cuối cùng chính là kem chống nắng. LTMD là một cái thương hiệu kem chống nắng được review rất là cao. Cái loại kem chống nắng này thì nó có SPF 46 độ và ngoài ra nó có một cái lớp tint là một cái lớp màu nhẹ nhàng, nhưng mà nó không có giống như là BB cream. Nó rất là trong suốt thôi, nó chỉ có một chút xíu màu để làm cho những cái vùng da không đều màu của mình nó sẽ cải thiện hơn. Sau đó Tina fade lên trên má trước rồi thoa đều. Tina thích sử dụng cái loại kem chống nắng này vì mình cảm thấy là nó khá mỏng nhẹ, không có làm cho da của mình bị đổ dầu. Các bạn đừng quên hai bên lỗ tai của mình nữa nha, ở dưới cổ nữa. Vì hôm nay mình sẽ đi chợ và mình sẽ đi ra đường một chút xíu cho nên Tina quyết định là sử dụng cái loại BB cream mới của Dr. Oracle mà Tina mới nhắc đến trong cái mini haul của Yes Style vừa rồi. Tina muốn sử dụng thử để mình chia sẻ với các bạn cái cảm nhận đầu tiên của mình sau khi sử dụng là như thế nào ha. Rồi Tina bơm ra tay một lượng như thế này. Và sau đó mình sẽ dùng một cái miếng sponge nhỏ để mà tán kem BB cream lên trên da. Thì như Tina đã nhắc tới trong cái mini haul thì cái loại BB cream này nó khá là khô ráo. Như khi mà Tina tán lên trên da như thế nào thì Tina thấy nó thấm hút vào rất là nhanh. Khuyết điểm duy nhất mà Tina muốn nhắc đến là cái BB cream này nó không có nhiều tông màu để cho các bạn lựa chọn. Nó chỉ có một tông màu duy nhất thôi. Và nó cũng làm cái đốm mụn hơi đỏ một chút xíu ở ngay má Tina giảm đi trông thấy nữa các bạn. Các bạn đã thấy là dù Tina đã apply một lớp BB cream mà da của Tina nhìn cũng rất là tự nhiên, mỏng nhẹ. Tina thích rồi đó nha. Mình thấy nó thấm hút nhanh hơn tất cả các loại BB cream trước đây mà mình từng dùng nữa. Ngoài ra nó còn khô ráo. Điều đó làm cho mình rất là thích. Và Tina cảm thấy là bởi vì cái sự khô ráo này thì các bạn càng không cần phủ phấn hay gì hết. Chỉ cần apply BB cream lên thôi là làn da của các bạn đã sát rồi. Sau khi mà apply xong thì Tina cảm thấy rất là thích cái độ che phủ nhẹ nhàng và một cái finish rất là tự nhiên. Tina cảm thấy đây là một cái sản phẩm khá là phù hợp cho các bạn da dầu, da thường và da hỗn hợp thiên dầu. Ok, bây giờ Tina sẽ đi thay đồ làm tóc một chút xíu và đi chợ nha. Nên bọn mình tranh thủ trước khi mà nó đông á, cho nên mình đi chợ vào cái giờ này cho nó bớt đông, đỡ phải chen chút. Hello cả nhà, hôm nay là sáng chủ nhật rồi.
Tối hôm qua thì trời mưa ầm ĩ luôn, cho nên sáng nay không có một chút xíu nắng nữa. Nhưng mà dù vậy thì Tina vẫn quyết định là thức dậy, rửa mặt, trang điểm và thay cái áo này. Cái áo mới này Tina đã mua được cả tháng nay rồi, nhưng mà từ cái ngày mà dịch bệnh nó xảy ra thì Tina chưa có thời gian để được mặc em ấy. Cho nên ngày hôm nay Tina quyết định mặc và khoe với cả nhà trong cái vlog này. Cũng như thường lệ thì ở mỗi cuối cái vlog, Tina lúc nào cũng muốn ngồi xuống và hỏi thăm, check in với cả nhà. Tuần vừa rồi mọi người ở nhà có nấu món gì ngon không, có tập thể dục không, và tình trạng sức khỏe của mọi người vẫn tốt chứ. Tina hy vọng là cái dịch bệnh này sẽ mau trôi qua. Tina cảm thấy là mình cũng học ra được rất là nhiều bài học quý báu trong cái giai đoạn khó khăn này. Ví dụ như mình thấy là mình bắt đầu biết cách sống chậm lại, và Tina thấy là mình dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Ví dụ như trước đây khi mà ngày nào cũng bận rộn đi làm, Tina ít khi có thời gian để mà gọi và hỏi thăm chị Tina và các cháu. Thì hầu như bây giờ là ngày nào Tina cũng có gọi điện thoại cho chị Tina, và chị Tina thì lúc nào cũng mở webcam cho Tina trò chuyện với lại mấy đứa cháu của mình. Ngoài ra bọn mình còn chia sẻ những món ăn ngon, công thức nấu ăn để mà làm ra những cái món ngon bổ rẻ tại nhà nữa. Tina thấy là mình đã biết cân nhắc chi tiêu hơn. Ví dụ như bây giờ mình đã hạn chế không còn mua sắm những món không cần thiết nữa, và khi mà đi chợ thì Tina cũng biết là mua vừa đủ thôi, và biết cách sắp xếp làm sao cho thật là hợp lý. Mình học cách xử lý thực phẩm và sắp xếp trong tủ lạnh làm sao để mà có thể bảo quản thực phẩm càng lâu càng tốt. Bây giờ mình cảm thấy là mình có rất là nhiều mẹo nhỏ mà sau này khi mà bạn bè hỏi mình thì mình có thể chia sẻ với mọi người. Tina cảm thấy là mình vẫn còn rất là may mắn là ngày trong tuần mình vẫn rất bận rộn với công việc, vẫn có deadlines để cho mình cảm thấy cái ngày làm việc của mình nó vẫn bình thường. Và tuần vừa rồi thì mình đã giúp những người bạn của mình làm công việc rất là ý nghĩa. Các bạn của mình đang chung tay mua vật liệu vải, dây thun, bao tay về để mà may ra những cái mặt nạ vải tại nhà, sau đó quyên góp những cái mặt nạ vải đó cho những nhân viên y tế để mà giúp họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Tina biết là cái dịch bệnh COVID-19 này nó sẽ trôi qua đi thôi. Chính vì vậy chúng ta nên nghĩ đến nhau và nghĩ đến cả những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình nữa. Trong tuần dù bận cả nào thì Tina hứa là sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà một hai món công thức ăn ngon, bổ rẻ. Và nếu mà tuần đó có một cái tiết mục gì đó nổi bật thì Tina nhất định sẽ chia sẻ. Tina vẫn luôn hy vọng là các bạn sẽ tìm được niềm vui trong cái vlog 30 phút hàng tuần này. Bên cạnh làm cái vlog hàng tuần này thì Tina hứa là sẽ cố gắng đan xen thêm những cái vlog có những cái chủ đề nổi bật hơn. Ví dụ như Tina biết là các bạn đang rất là quan tâm tới những cái công thức làm sinh tố tại nhà để mà giữ dáng và dưỡng da. Chắc chắn là Tina sẽ làm một cái video độc lập về cái chủ đề đó. Tina sẽ cố gắng làm càng được nhiều video càng tốt. Nhất định là sẽ không để cho các bạn phải mong chờ lâu nữa. Hẹn cả nhà vào tuần sau nha. Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Tina chúc mọi người một tuần lễ vui vẻ và nhiều sức khỏe. Tina sẽ hẹn gặp lại cả nhà trong video tuần sau nha. Bye bye. Trưa nay bọn mình sẽ ăn thịt nướng Hàn Quốc. Tina còn có chuẩn bị các món bát chan nữa, là những cái món side dish của người Hàn Quốc này nè. Đã ăn kẹp chung với thịt, có nấm với lại hành tây, rau xà lách để lát nữa mình cuộn thịt vô, và một miếng steak thịt rất là ngon, đỏ tươi luôn. Và ngoài ra còn có súp hầm đuôi bò nữa. Mình đang grill, mình đang nướng miếng steak này. Yeah, thịt đã chín. Gấp cho Kim một miếng nè.